Mến chào các bạn. Hôm nay trời Sydney quá đẹp. Có lẽ nó là ngày đẹp nhất của mùa xuân 2022. Nắng rực rỡ, trải dài khắp nơi trên tiểu bang. Gió nhẹ nhẹ, vừa đủ để tạo nên không khí lãng mạn. Nhiệt độ thấp nhất là 17 độ C, cao nhất là 24 độ C, và hiện tại là 22 độ C đó các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng cô ba lên tàu đi đến vịnh Rose, là một trong những nơi thu hút các nhà triệu phú Úc đến sinh sống. Đây là bến tàu số 2 của bến cảng Circular Quay đó các bạn. Khí trời ấm áp và sắp tới mùa hè, các bến cảng sẽ rất là tấp nập, nhất là những ngày cuối tuần. Dân Úc rất thích đi dạo biển vào những ngày ấm áp và khô ráo. Ta sẽ lên tàu này để đi đến vịnh Rose. Phương tiện giao thông công cộng ở Úc tương đối rẻ và tiện lợi. Từ đây đi đến vịnh Rose là rẻ, tiện lợi và tuyệt vời nhất. Chỉ mất 23 phút hóng gió biển và tiền vé là 6 đồng 43 xu đó các bạn. Đây là con tàu Ovation of the Seas, là một tàu du lịch thuộc sở hữu của Royal Caribbean International. Tổng cộng họ có 3 chiếc. Đây là những chiếc tàu du lịch lớn thứ 3 đứng sau Merivalia của MSC Cruises và Oasis của Royal Caribbean International. Tàu này được làm tại Đức, dài 348 mét, trọng tải 168.666 tấn, chứa được tối đa 4.905 hành khách. Hành trình của nó là Úc, đảo san hô Great Barrier, Tân Tây Lan và Nam Thái Bình Dương. Giá cả tương đối bình dân ở tại Úc đó các bạn. Kia là bến cảng của vịnh Rose. Vịnh Rose là một bến cảng ngoại ô phía đông của Sydney thuộc tiểu bang New South Wales, Úc Châu. Vịnh Rose nằm cách khu trung tâm thương mại Sydney 7 km về phía đông, trong các khu vực chính quyền địa phương của hội đồng Waverley và đô thị Woollahra. Wow, bên dưới này có nhiều lá rong biển quá các bạn. Yeah.
Vịnh Rose có tầm nhìn ra cả nhà hát Opera Sydney và cầu cảng Sydney. Công viên Lynn tiếp giáp cảng Sydney ở phía Tây. Đảo Shark nằm ở cảng Sydney ngay phía bắc Vịnh Rose. Nằm dọc theo bến cảng, Vịnh Rose là một vùng ngoại ô rất đẹp và an toàn để sinh sống. Một vùng ngoại ô rợp bóng cây với kết nối dễ dàng đến các chuyến phà đưa bạn đến Circular Quay. Một nơi tuyệt vời để sống nếu bạn tận hưởng thiên nhiên ở bên ngoài và ngắm nhìn mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây là đài tưởng niệm những người lính Úc đã hy sinh trong chiến tranh ở Việt Nam, Hàn Quốc và Kuwait. Tại cuộc điều tra dân số vào năm 2021, có 9.911 người sống ở Vịnh Rose. 54% người dân ở Rose sinh ra ở Úc. Trong số những người nhập cư, hầu hết đến từ Nam Phi, chiếm 8.7%. Sau đó là Anh, 5.3%, Tân Tây Lan, 2.4%, Do Thái 1.7% và Trung Quốc là 1.3% đó các bạn. Đây là nhà để xe đạp dành cho những người đến đây để dùng phương tiện tàu đi đến những nơi khác. Họ là những người đi làm, đi học hay là chỉ đi chơi. Xe của họ để đây cả ngày. Không có dịch vụ giữ xe như ở Việt Nam, nhưng không bao giờ có vấn đề gì để họ phải lo lắng. Vịnh Rose là trung tâm của cộng đồng Do Thái ở Sydney, bao gồm khắp các vùng ngoại ô phía đông. Nó vẫn là một trung tâm mạnh mẽ cho dân số Do Thái ở Sydney và đã thu hút một số lượng lớn người nhập cư từ Do Thái, Nam Phi và Nga. Theo điều tra dân số vào năm 2016, thì có 2.645 căn hộ ở Vịnh Rose, chiếm 68.5% tổng số nhà ở so với mức trung bình của Úc là 13.1%. Ngoài ra còn có 852 ngôi nhà riêng biệt, tức là 22.1%, và 321 chung cư, tức là chiếm 8.3%. Trong số này, 43.2% được thuê, 30.1% là nhà sở hữu hoàn toàn và 22.7% là đang được mua. Đây là bến để cho những thuyền buồm xuống nước của câu lạc bộ thuyền buồm Vịnh Rose. Câu lạc bộ này rất đông hội viên
Vào những ngày nắng đẹp buổi sáng và nhất là cuối tuần thì nơi đây rất là bận rộn. Nếp mình giữa đồi Bellevue và Dover Heights, vịnh Rose có lối đi thẳng ra cảng Sydney và được biết đến với lối sống sang trọng và các đặc tính độc đáo. Một ngôi nhà ở đây có giá thấp nhất là khoảng 5.3 triệu Úc Kim và 1.447 Úc Kim tiền thuê cho mỗi tuần đó các bạn. Nơi đây là không gian tuyệt vời để mọi người cùng các cô chú cún của mình tung hoành thỏa thích. Đặc biệt nơi đây, các dịch vụ thủy phi cơ cung cấp các chuyến bay ngắm cảnh qua trung tâm thành phố Sydney, cũng như một số chuyến du ngoạn dọc theo bờ biển và một số dịch vụ theo lịch trình đến Newcastle, bến thủy phi cơ gần bến phà Rose Bay. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết chương trình. Cô Ba mến chúc cho các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Thân ái, chào tạm biệt.